Xin kính chào quý vị đang theo dõi chuyên đề tài chính thuế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, như chúng tôi đã thông tin trong chuyên đề tài chính thuế ngày 3 tháng 5, từ đầu tháng 5 vừa qua, Nghị định số 20 năm 2017 của Chính phủ về quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết đã chính thức có hiệu lực. Mặc dù tinh thần chung của nghị định là chống chuyển giá đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, thế nhưng Nghị định 20 lại có một nội dung nằm ngoài mục tiêu này, làm khó các doanh nghiệp trong nước. Đó là quy định khống chế phần chi phí lãi vay ở mức 20% với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Sau khi văn bản nghị định được công bố rộng rãi, nhiều người không khỏi lo lắng liệu quy định khống chế lãi vay của Nghị định 20 năm 2017 có trói tay doanh nghiệp hay không. Chúng tôi xin làm rõ nội dung này trong chương trình ngày hôm nay. Quy định giới hạn chi phí lãi vay với doanh nghiệp có giao dịch liên kết được nêu trong khoản 3 điều 8 của Nghị định số 20 năm 2017 của Chính phủ. Nội dung cụ thể như thế nào? Đối tượng doanh nghiệp như thế nào sẽ chịu nhiều ảnh hưởng từ quy định khống chế chi phí lãi vay? Câu trả lời sẽ có ngay trong phóng sự ngay sau đây. Ngày 24 tháng 2 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 20 quy định về quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Trong đó, khoản 3 điều 8 của nghị định có ghi: tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không vượt quá 20% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng với chi phí lãi vay, chi phí khấu hao trong kỳ của người nộp thuế. Trong đó, tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng với chi phí lãi vay, chi phí khấu hao trong kỳ của người nộp thuế là một chỉ tiêu tương đương với thu nhập trước thuế, trả lãi và khấu hao, thường được gọi tắt tên tiếng Anh là EBITDA. Đây là chỉ tiêu đánh giá tỷ suất sinh lợi của doanh nghiệp. Hiểu một cách đơn giản nhất thì EBITDA được tính theo công thức lấy doanh thu trừ đi các khoản chi phí, ngoại trừ chi phí lãi vay, thuế, khấu hao tài sản cố định hữu hình và vô hình. Theo quy định tại khoản 3 điều 8 của Nghị định 20 thì phần chi phí lãi vay vượt quá 20% sẽ bị coi là chi phí không hợp lý và bị tính thuế. Mặc dù quy định giới hạn chi phí lãi vay như trên sẽ góp phần chống hoạt động chuyển giá của các doanh nghiệp FDI gây nhiều bức xúc trong thời gian qua, nhưng đồng thời, Nghị định 20 cũng có nguy cơ trói tay các doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là các đối tượng đang hoạt động theo mô hình tập đoàn hiện đại, bao gồm công ty mẹ và công ty con. Theo mô hình này, các tập đoàn muốn lớn mạnh, phát triển lâu dài sẽ phải mở rộng lĩnh vực hoạt động bằng cách góp vốn vào các công ty con với tỷ lệ trên 51%. Các công ty con này để đầu tư vào dự án sẽ cần vốn. Tuy nhiên, vì mới thành lập, các đơn vị này không thể tự vay vốn từ bên ngoài mà phải viện đến công ty mẹ. Lúc này, công ty mẹ đóng vai trò trung ương sẽ là đầu mối huy động vốn vay từ các nguồn trong nước và nước ngoài, sau đó chuyển tiếp phần vốn này cho các công ty con. Mô hình này được đánh giá là tiên tiến và được nhiều doanh nghiệp lớn trên thế giới áp dụng. Bởi điều này vừa giúp tăng hiệu quả sử dụng vốn, vừa tối ưu vì hoạt động điều phối sẽ được tập trung về một đầu mối là công ty mẹ. Các công ty con sẽ chỉ tập trung vào sản xuất kinh doanh. Tại Việt Nam hiện nay đã có nhiều doanh nghiệp hoạt động theo mô hình doanh nghiệp hiện đại trên. Do đó, dự báo quy định áp mức trần chi phí lãi vay có thể tác động đến hàng loạt doanh nghiệp nhà nước và tư nhân lớn như EVN, Masan, Hoàng Anh Gia Lai, những doanh nghiệp luôn có dư nợ vay và cho vay lại các bên liên quan với giá trị lớn. Để đánh giá tác động của Nghị định 20 lên các doanh nghiệp có nhiều giao dịch đi vay rồi cho vay với các công ty con, công ty liên kết, chúng tôi xin phân tích số liệu tài chính năm 2016 của riêng công ty mẹ của ba doanh nghiệp điển hình tại Việt Nam hiện nay, đó là Masan Group, Hoàng Anh Gia Lai và EVN, để xem việc áp mức trần chi phí lãi vay sẽ khiến họ phải gánh thêm một khoản chi phí là bao nhiêu. Masan Group, Hoàng Anh Gia Lai và EVN, các doanh nghiệp này đều có dư nợ vay và cho vay lại rất lớn. Chẳng hạn, công ty mẹ Masan Group tại thời điểm cuối năm 2016 vay nợ gần 7.700 tỷ đồng, đồng thời có hơn 7.000 tỷ đồng cho vay và phải thu đối với bên liên quan. Với EVN, con số này còn lớn hơn rất nhiều. Đến cuối năm 2015, công ty mẹ trực tiếp đi vay gần 240.000 tỷ đồng và cho vay lại gần 180.000 tỷ đồng. Năm 2016, EBITDA của công ty mẹ Masan Group là hơn 1.400 tỷ đồng. Nếu chiếu theo quy định của Nghị định 20, doanh nghiệp này chỉ được khấu trừ 280 tỷ đồng chi phí lãi vay, trong khi chi phí lãi vay thực tế là 613 tỷ đồng. Điều này tức là Masan sẽ phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
với thuế suất hiện hành 20% trên phần lãi vay bị vượt quá là 66 tỷ đồng. Nếu tính trên cơ sở cấn trừ giữa chi phí lãi vay và thu nhập cho vay, thì chi phí lãi vay ròng của năm 2016 chỉ còn vẻn vẹn 5 tỷ đồng và hoàn toàn đáp ứng được quy định. Tương tự đối với Hoàng Anh Gia Lai và EVN, nếu giới hạn chi phí lãi vay chỉ ở mức 20%, các doanh nghiệp này sẽ phát sinh thêm số thuế lên tới vài trăm tỷ đồng. Cụ thể, Hoàng Anh Gia Lai sẽ phải gánh thêm khoản thuế 207 tỷ đồng, trong khi EVN sẽ phải trả hơn 880 tỷ đồng. Đánh giá về tác động của việc khống chế chi phí lãi vay được khấu trừ này, nhiều ý kiến cho rằng quy định tổng chi phí lãi vay được khấu trừ cho mục đích tính thuế không vượt quá 20% đã không khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh trong nước cũng như hầu hết các doanh nghiệp trong nước đều có khả năng bị điều chỉnh bởi nghị định này. Đặc biệt, quy định tạo ra rào cản việc cho vay nội bộ giữa công ty mẹ và công ty con. Mặc dù mục tiêu của nghị định nhằm chống thất thu thuế, song lợi bất cập hại là điều không thể tránh khỏi. Để đối phó với xói mòn lợi nhuận và chuyển giá, việc áp dụng bất kỳ một chính sách thuế nào cũng đều có mặt thuận lợi và khó khăn của nó. Và việc khống chế chi phí lãi vay được khấu trừ không quá 20% đang được các chuyên gia đánh giá là hình thức khá cao so với các nước khác. Mặc dù Nghị định 20 thực thi ở thời điểm hiện tại là hợp lý và phù hợp với các diễn biến gần đây của thị trường khu vực, nhưng tại Việt Nam, quy định mới sẽ gặp thách thức và tạo nên bất cập do hạn chế về khả năng khấu trừ tiền lãi vào thuế. Tôi hy vọng quy định mới trong Nghị định 20 sẽ được cơ quan thuế triển khai công bằng với các doanh nghiệp trong bối cảnh Việt Nam đang chịu áp lực thu thuế khá lớn. Bên cạnh đó, việc đi vay và cho vay là hoạt động đặc trưng, thường xuyên và mang lại lợi thế của các tập đoàn. Vì vậy, quy định khống chế tỷ lệ lãi vay sẽ làm giảm khả năng tạo lợi nhuận của doanh nghiệp do chi phí lãi vay có thể không được tính đầy đủ vào chi phí tính thuế. Từ đó, khiến cho doanh nghiệp tốn kém chi phí vốn, làm giảm sức cạnh tranh của các tập đoàn kinh tế trong nước. Nghị định 20 dựa chủ yếu vào các nguyên tắc trong hướng dẫn của OECD và BEPS. Tuy nhiên, bất kỳ văn bản nào cũng đến lúc cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với môi trường kinh doanh thay đổi. Việc siết chặt chi phí vốn trên từng giao dịch cụ thể cũng sẽ làm giảm sức mạnh chung và khả năng gia tăng quy mô, tạo lợi nhuận dài hạn của các doanh nghiệp, gây cản trở quá trình tiếp cận các nguồn vốn vay từ bên ngoài, dẫn đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp càng trở nên khó khăn hơn trong việc mở rộng. Các quốc gia phát triển đều nhìn nhận đây là một vấn đề mang tính toàn cầu, đòi hỏi những giải pháp mang tính tổng thể trên cơ sở hợp tác đa phương. Vì vậy, các chuyên gia cho rằng chỉ Nghị định 20 là chưa đủ. Thay vào đó, cần đề cao sự chia sẻ nhiều hơn giữa các quốc gia về những vấn đề thuế mà họ phải đối mặt. Và các cái cơ quan thuế của Việt Nam thì cũng đã cương quyết để chúng ta chống cái việc chuyển giá và chống các cái giao dịch liên kết. Thì tôi nghĩ là cái ra đời của cái Nghị định 20 thì nó tổng kết đánh giá được 10 năm chúng ta thực hiện việc quản lý các cái giao dịch liên kết của, và chống chuyển giá của trên thực tiễn ở Việt Nam. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng học hỏi cái kinh nghiệm trong cái việc là quản lý các cái giao dịch liên kết từ nước ngoài. Thì tôi nghĩ là đây là một cái bước tiến. Cũng có ý kiến cho rằng thông tư hướng dẫn nghị định cần được đầy đủ hơn nữa để cơ quan thực thi có thể đánh giá đúng tính chất của vấn đề. Đặc biệt, cần sự vào cuộc phối hợp chặt chẽ giữa các bộ ban ngành liên quan để thu thập thông tin của doanh nghiệp phát sinh giao dịch liên kết. Thông tư phải quy định cụ thể hóa tất cả những gì mà trong nghị định mới ở cái phần là quy định khung. Đấy. Thế thì trong thông tư chắc chắn là phải giải quyết tất cả những chuyện đó và trong đó đặc biệt phải làm rõ về các cách thức để mà áp dụng các cái phương pháp xác định cái giá giao dịch của các con có bên có quan hệ liên kết theo nguyên tắc giá thị trường, làm rõ hơn để mà có thể áp dụng được, chẳng hạn như là những vấn đề về xác định về những cái thông tin dữ liệu thì được lấy như thế nào, của đặc biệt là thông tin dữ liệu của bên thứ ba hay của các doanh nghiệp mà đảm bảo chứng minh rằng là cái giao dịch này giao dịch độc lập chẳng hạn, thì cái cụ thể như thế nào, cách thức xử lý những sự khác biệt ra làm sao, vân vân. Thì tất cả những chuyện đó thì phải làm rõ hơn nữa là các cái trình tự thủ tục. Ở điều 8, điểm 3 nói về khống chế chi phí lãi vay đối với những giao dịch liên kết, nhưng mà trong câu chữ lại nói rằng là chi phí lãi vay không được vượt quá 20% của lợi nhuận thuần trước khi trừ đi, chưa tính đến chi phí lãi vay và chi phí khấu hao trong kỳ.
Như vậy trong kỳ nếu như người trả thuế vừa vay của đối tượng liên kết và vừa vay của tổ chức thương mại thì lúc đó trong kỳ chúng ta tính thế nào để loại bỏ là cái khống chế 20% này chỉ áp dụng đối với giao dịch liên kết? Cũng có nhiều ý kiến cho rằng chính sách này chỉ hướng đến ngăn chặn gian lận mà chưa tính đến việc huy động nguồn vốn nhàn rỗi đưa vào lưu thông, tạo ra nhiều giá trị thặng dư cho xã hội. Điều này sẽ làm mất đi khả năng hội tụ nguồn lực để gia tăng quy mô và vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước. Về dài hạn, sẽ khiến cho doanh nghiệp trong nước khó lớn mạnh và không thể cạnh tranh với tập đoàn nước ngoài với vốn quy mô lớn và lợi thế về tài chính. Quy định về khống chế chi phí lãi vay được khấu trừ không quá 20% tiềm ẩn một số khả năng gây khó khăn cho các doanh nghiệp. Do đó, phía cơ quan chức năng cần tiến hành những điều chỉnh cần thiết. Đây là khuyến nghị của chuyên gia quốc tế đã có những nghiên cứu và so sánh về nội dung liên quan đến chi phí lãi vay trong nghị định mới của Việt Nam so với chuẩn của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD. Mời quý vị cùng theo dõi cuộc trao đổi của phóng viên VTV với ông Francis Guedes, cố vấn cao cấp về thuế của Tổ chức Oxfam. Trước hết xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia phỏng vấn trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Được biết, ông đã nghiên cứu khá kỹ lưỡng về Nghị định 20 liên quan đến chống chuyển giá mà Chính phủ Việt Nam đã ban hành. Về nội dung khống chế chi phí lãi vay với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, ông có thể đưa ra một số so sánh về quy định này của Việt Nam so với các nước khác hay không? Trên thế giới, quy định khống chế trần lãi vay tại các doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết đã được OECD áp dụng, tuy nhiên có độ mở và linh hoạt hơn so với Nghị định 20. Cụ thể, OECD sẽ tính mức trần trên chi phí lãi vay ròng, tức là bằng khoản thu từ các hoạt động cho vay các doanh nghiệp liên kết, trừ đi khoản phải trả nếu đi vay từ các đơn vị này. OECD cũng cho phép doanh nghiệp chuyển sang kỳ sau chi phí lãi vay bị loại vì vượt quá mức khống chế, đồng thời áp dụng thêm một tỷ lệ biến động bên cạnh mức trần là 20%. Theo đó, nếu chi phí lãi vay với bên thứ ba vượt quá 20% EBITDA trên báo cáo hợp nhất toàn tập đoàn, thì cho phép áp dụng tỷ lệ này cho từng công ty thành viên trong tập đoàn. Trường hợp tập đoàn có công ty thành viên có EBITDA âm hoặc thậm chí EBITDA của tập đoàn âm, thì công ty thành viên sẽ vẫn được khấu trừ toàn bộ chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ nếu tổng chi phí lãi vay được khấu trừ không vượt quá tổng chi phí lãi vay của tập đoàn từ bên thứ ba. Vậy theo phân tích của ông thì khống chế chi phí lãi vay theo Nghị định 20 của Việt Nam là khắt khe hơn so với chuẩn của OECD? Đúng như vậy. Một điểm nữa cần nói đến ở đây là thời gian từ khi ban hành nghị định tới khi chính thức có hiệu lực hơi gấp. Chỉ trong vòng 3 tháng, chương trình hành động chống xói mòn nguồn thu của các nước trên thế giới luôn khuyến nghị các nước cần cho phép doanh nghiệp đủ thời gian sắp xếp lại nguồn vay. Nhưng tại Việt Nam hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp chưa hoàn toàn cấu trúc lại khoản mục này bởi nghị định mới ban hành tháng 2 năm 2017 và đến tháng 5 năm 2017 đã có hiệu lực. Do đó, phía chính phủ cần cho doanh nghiệp thêm thời gian để chuẩn bị thực hiện. Trên thực tế, đã có lo ngại liên quan đến nguy cơ chói tay doanh nghiệp do Nghị định 20. Theo ông thì phía Việt Nam cần làm gì để giải quyết vấn đề này? Về ảnh hưởng của việc khống chế chi phí tài chính, tôi xin phân tích như sau. Nếu theo quy định về khống chế chi phí lãi vay của Nghị định 20, doanh nghiệp không có lãi vay hoặc lãi thấp xem như mất trắng chi phí này, quy định này có thể khiến cho mô hình tập đoàn kinh tế sẽ không được khuyến khích phát triển, bị giảm khả năng cạnh tranh và khó tiếp cận với các nguồn vốn quốc tế giá rẻ. Do đó, theo tôi, cần làm rõ hai điểm. Điểm thứ nhất là chi phí lãi vay có được cấn trừ với thu nhập cho vay như OECD hay không, và điểm thứ hai là mức 20% có được cộng đồng doanh nghiệp tán thành hay không. Việt Nam có thể cân nhắc tới mức trần 30% theo khuyến nghị của OECD. Cảm ơn những chia sẻ của ông trong chương trình hôm nay. Xin cảm ơn chương trình. Như vậy, những lo lắng của doanh nghiệp và các chuyên gia là có cơ sở. Phía chính phủ và cơ quan chịu trách nhiệm xây dựng nghị định cũng như thông tư hướng dẫn thực hiện chắc chắn sẽ cần làm rõ những nội dung còn băn khoăn về chi phí lãi vay và mức khống chế đối với chi phí này tại các doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin kịp thời đến quý vị cùng những diễn biến mới nhất về nội dung quy định này. Còn bây giờ, chuyên đề tài chính thuế cũng xin được khép lại tại đây. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình của chúng tôi trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua trang Facebook kênh truyền hình VTV. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.